Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu sang miền Giê-sa-rê-nô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không? Chúa Giêsu nói với họ: Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, tại sao khi Chúa Giêsu được chất vấn là vì sao môn đệ của Ngài không ăn chay, các biệt phái, các luật sĩ là những người chất vấn như vậy, thì Chúa lại trả lời ra: các phù rể còn ở với tân lang, có nghĩa là những người phù rể còn đang ở với chú rể là ngày vui, thì họ không ăn chay. Sẽ đến ngày mà người chú rể đó, tức là tân lang đó, được mang đi, thì bây giờ họ mới giữ chay. Vì sao Chúa lại trả lời như vậy với những người chất vấn mình? Có hai điều, tôi nghĩ là thế. Có hai điều. Một là nếu chúng ta xét lại trong lời của tiên tri Isaiah, thì rõ ràng đây là lời Chúa công khai phá lại cái thái độ, đánh lại cái thái độ đã ăn chay, đã làm việc đạo đức mà còn đi soi mói người khác, còn đi dòm ngó người khác. Phải dòm ngó, phải soi mói thì mới có thể nói là vì sao môn đệ ông không ăn chay. Đó là thái độ của sự kiêu ngạo, đó là thái độ của một người trịch thượng. Ăn chay mà lòng không chay, ăn chay nhưng mà ra vẻ, ăn chay nhưng mà cho người ta biết mình đang ăn chay. Và như vậy Chúa Giêsu phản đối thái độ này. Và không chỉ một mình Chúa Giêsu, anh chị em thấy từ ngàn xưa, Tiên tri Isaiah cách Chúa Giêsu tới 8 thế kỷ, 800 năm về trước, đã có những giáo huấn một cách mạch lạc về tinh thần chay tịnh. Khi tiên tri nói rằng, tôi muốn đọc lại một phần của bài đọc 1 mà anh chị em vừa nghe: có phải việc ăn chay mà ta mong muốn, có phải như thế là ngày hãm mình không? Gục đầu như bông sậy, mặc áo thô nằm trên đống tro, có phải đó là ăn chay, là ngày làm cho Chúa hài lòng không? Nào ăn chay như ta muốn, không phải thế này sao? Chúa không bao giờ thích hình thức chay kiểu đó, ra vẻ và để cho người khác nhìn thấy. Nhưng Chúa muốn điều gì? Nào ăn chay như ta muốn, không phải như thế này sao? Hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng. Hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạc không nhà. Nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho áo mặc. Ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như ngươi. Như thế sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông. Đó là cách ăn chay Chúa thích. Nào là cởi bỏ xiềng xích, nào là không còn bất công, nào là yêu thương giúp đỡ người đồng loại, không khinh bỉ người cốt nhục đồng loại bên cạnh mình. Thưa anh chị em, nếu chúng ta xét thái độ này thì rõ ràng Chúa Giêsu đã không chấp nhận cái kiểu gọi là chay tịnh vậy mà đi soi mói. Chúa phản đối. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cũng vì qua cái cách trả lời đó mà Chúa Giêsu nhằm mạc khải một điều lớn hơn. Khi Chúa bảo rằng sẽ đến ngày tân lang được mang đi, tân lang được mang đi có nghĩa là sẽ đến ngày Chúa sẽ rời xa trần thế này, sẽ đến ngày Chúa sẽ không còn ở với
tất cả con người trên trần thế này bằng hình ảnh hữu hình nữa, người sẽ về cùng Chúa Cha, Chúa Mạc Khải Sa về những gì tương lai sẽ xảy ra. Như vậy, cùng một lời nhắn gửi và một đoạn tin mừng khá ngắn, nhưng với hai chủ đích, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có thái độ ăn chay và ăn chay với tư cách là người khiêm nhường, biết thờ phượng Chúa, biết để cho lòng mình lắng lại. Đây là bài học lớn mà anh chị em và tôi cần phải học. Bởi ngày hôm lễ tro, tôi có đặt câu hỏi với anh chị em là liệu anh chị em có ăn chay không cái đã. Mình ăn chay mà không đúng cách có khi còn đỡ hơn những kẻ như chúng ta chưa bao giờ chay cái gì, chưa bao giờ chay lòng, mà cũng chưa bao giờ chay miệng lưỡi, cũng chưa bao giờ chay cách thức để sống, cũng chưa bao giờ chay cái kiểu sống cùng với anh chị em, cùng với mọi người, cũng chưa bao giờ chay trong tương quan của mình để làm sao có những tương quan tốt hơn, đúng nghĩa hơn. Trước mắt chay cái đã. Anh chị em cố gắng, như tôi nói, trong lễ tro chúng ta phải ăn chay trong mùa chay, ít nhất là như thế, bằng đời sống chay lòng, bằng việc chúng ta luôn luôn hy sinh hãm mình và cố gắng đặt hai từ hy sinh hãm mình trong điều này để chúng ta sống mùa chay. Rồi kế đến, chúng ta ăn chay theo cách Chúa muốn, đó là làm việc bác ái, đó là không khoa trương, đó là luôn luôn nghĩ đến anh chị em, sống tình bằng hữu, sống tình chòm xóm, sống tình đồng đạo với những người lân cận xung quanh mình. Đó là cách chúng ta chay tịnh thật sự trong điều kiện của một người tín hữu Kitô. Điều thứ hai, chúng ta ghi khắc để luôn luôn tin tưởng điều mà ngày xưa Chúa Mạc Khải xa xôi với những người đã trách Chúa, thì Chúa dạy chúng ta hôm nay chúng ta đã tin tưởng hoàn toàn, đó là Chúa đã được mang đi khỏi trần thế, nhưng chúng ta tin Chúa vẫn hiện diện ở giữa loài người, ở giữa mỗi người chúng ta bằng sự hiện diện toàn thể của một đấng vô hình cứu độ chúng ta. Nay Chúa vẫn tiếp tục ở lại, như Chúa đã nói, Thầy ở lại cùng các con mọi ngày. Hiểu được hai điều này, chúng ta càng gắn bó với Chúa hơn, ý thức đời sống của mình hơn và biết sống tinh thần chay tịnh và cầu nguyện một cách tốt hơn trong đời sống mà chúng ta đang diễn ra đây.